nè bông bồn bây giờ thợ thực tập bèn nè bông bồn này chạm vào mình là mù trâu cái này tôi bảo mình sai ý sao phê mấy bị nâng tập bèn cho mình mấy cậu bèn sẽ có tức cái lại sẽ đánh bất tật rồi bông bồn ô họ phải về ngày càng phê lại nó sẽ phật tức ao tức như phật ra chọp mong luôn mấy mấy này cái mô bệnh gì ấp dốn này con con sợi tức tức lâu chẳng lẽ biết nằm tức được tiền là mù tôi nên mong chứ mấy chuyện không sao luôn chứ mấy ban của tập ban thay lại châu mù mà đông vậy ô đây sợi phật tật ô mà hôn ơi sợi phật tật ơi mà hôn ơi cái này ô về thằng ai về lâu này cái đau sau này chọn phật tật bột mình đã đá chứ vốn chăng vâng đôi miên tiện ấy lại giúp cho anh mình tiện đã sạc lại như thế này mày mực xong mà mình nó quên như này chưa nhỉ mày chắc mà ngầm rút mà những viên tai hết mua nâng rút được chưa nhỉ mực xong mà mình nó quên như này thế nâng ấy tao đâu tao đặt được quên nhỉ chưa nhận mày mau chân quên như thế mà dừng rút khóc tương vía mà bây giờ tôi nhận thấy tao tam luôn thế chứ mày cả chẳng đốt ai việt mình thục năm mươi sáu phật tử con đo lỗ này tao lúc sai sai trúng giờ tao đạn lại nuôi mình cho mà lần lớn ấy cũng cho lại cho mà mất hay linh châu từng việc đại về hòn đại đường rút khâu tư việc trong ngoài bàn màu tận bụng mưa say mà rầy quá sao mà vật chạy tên này đẹp đúng không đẹp đúng không đẹp tại chắc đang ngủ mạch tên thì con bờ tên cho chóm bốc chó tụi bay vị ở chỗ của việc đang tên lên đưa mẹ thẻ lươn chẳng đi tăng mưa chó là một đo món ném đốt nào phải sợi tật mà nè yêu khó về thằng ngày ở đây khó về dùng cái này mình hay tật này đây một cỏ một cỏ ở đây mù mông vòng phố này lại mù mông tăng cái tới mù chỗ này một đồng bò cái một tiền chỗ đi cái nằng tật chân sâu đấy chưa đâu lớn thì tật sẽ ôn một phát ngó mình ok bong bong bye bye chụp video cry.